Nơi đâu, chép xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chiến sĩ trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Otco. Model của nó là C303. Model này thì được sản xuất khoảng năm 1993. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 45,5 cm, chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu của nó là 31,5 cm. Nó nặng là 5 kg. Mặt nhôm phay màu vàng chanh. Phần mắt đọc thì giống mắt đọc của Soli rồi, 210A, dễ thay thế và không kén đĩa. Còn chip giải mã thì trang bị hao chip giải mã, trong đó có con chip giải mã SM5861 và con IM3433 cho chất âm đều ba giải. Chi tiết nhé. Các bác nghe được ra thể nào nào. Và phần đồng hồ quát thì trang bị cái đồng hồ quát màu xanh, nhìn rất là sáng rõ và đẹp. Đấy. Bác nào có những chiếc âm ly sáng màu chẳng hạn Onkyo 925, 927 các bác đặt lên thì rất là đẹp. Đấy, và phối ghép nghe âm thanh rất tuyệt vời. Cái dòng thương hiệu Onkyo ấy, các bác thì là âm ly, các bác ghép những chiếc cặp loa ấy, của châu Âu, Mỹ ghép vào thì tiếng rất là hay nhé. Hôm qua các bác cứ ghép vào loa Nhật đôi khi là nó không phù hợp thôi, còn đâu là âm sắc của nó rất là tuyệt vời đấy ạ. Và sau đây em xin quay chi tiết cái phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền. Thì phần mặt tiền em này thì chỉ có một cái phím bấm này, nó mạ cái chrome. Thì trong năm tháng thì nó hơi bị ố này, niti này. Đấy. Còn mặt thì phanh đâm sứ rất là đẹp rồi. Đấy. Đây là phím bấm này. Đây là em quay em chỉ rõ thôi chứ còn nhìn bình thường nó không rõ lắm thôi nhé. Đấy. Là mỗi cơ bản nó chỉ bị cái lấm chấm thôi, rất là đẹp. Nắp lưng đây nó hơi cấn nhẹ một chút này, không hiểu gì cả. Bên này nó dán xi. Ở cạnh trên thì có những cái vết xước mờ thôi. Đấy, vào đây có chảy nhẹ này, xước này. Nắp lưng thì có xước, đây có lõm nhẹ thôi. Nói chung là đẹp. Ở phía sau thì nó được đây, model là C303, điện 100V, công suất gấp 10W và được sản xuất tại Malaysia, xuất từ Nhật điện 100V. Sơ đi máy có 22110204422. Và chiếc này trang bị hai đường alux xuất âm ra, chân rắc để được mạ vàng, một đường cổng quang xuất âm ra. Màu đỏ đậm bình thường. Và đây là phần nội thất phía trong. Phần nội thất bên trong nó còn khá là mới, máy móc thì dư nguyên bản, mắt đọc trên cái máy luôn. Mắt đọc có Soli đây, 210A này. Tụ đọc nguồn là toàn bộ tụ có Lichicom 3300 mi và 35V một tụ. Đấy. Rất là lớn. Những cái tụ đen này là tụ hãng Macco, rất là chất lượng đấy ạ. Đây có 500 cửa từ này. Đáy đây. Đấy nó khá đẹp nhé. Rồi. Và tới đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là cái chức năng hoạt động của chiếc đồ này để bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này thì bên em bán với mức giá là 1,5 triệu. Em bao cái ship toàn quốc cho bác nào mà chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Giá thì chỉ bằng yêu đầu Sony 750 thôi, nhưng mà Sony 970 hay 950 của Sony cũng không thể nào sánh được với nó nhé. Chẳng qua là cái thương hiệu nó không được giá, bên hai cái phần ngoại hình nó cũng đẹp, và thế nên là giá thành nó rất là phù hợp để các bác chơi. Rồi thì không chắn đĩa rồi, đầu tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng cũng đĩa nòng trắng nhá. Bên em bán hàng thì bao các bác đọc từ đĩa chép trở lên. Từ đĩa chép trở lên. Rồi. Các bác cứ chơi từ đĩa chép luôn cho em, còn đĩa chợ em không bao đâu. Bạn nhận đĩa.
về đàn áo ấm ra xa trường. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo. Một vầng trăng sẽ bóng chia đôi, áo đang chưa rơi. Lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Những ai âm thầm gom đầy nỗi nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không người đã mùa đông ai đang áo người đi. Mùa đông ai đang nước tình mặn như chim chiều về có đôi để cho mưa gió đường lạnh người để vào chiếc áo mùa đông. Cây lá ươm thầm chờ mùa xuống thêm cây. Lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra áo. Những khi hành quân cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đậm nước. Người về xây hạnh phúc tương lai. Áo đang xong rồi, nhớ cho em cười muôn vàn niềm anh về bầu đêm đâu còn nghe tiếng.
giờ đâu còn ai đưa đón em về, đợi em trên phố xưa xanh vai chung đường, đường nào năm xưa anh xa từ em đi dình dự quê mình, đường không rồi em xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc tàu này bên em bán với mức giá là 1,5 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền, bao là đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và số điện thoại em là 0907 23 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.